là loạt video hướng dẫn lập trình Microbit kết nối vạn vật. Bài giờ số 7, tạo tài khoản trên Adafruit.io. Với những gì được hỗ trợ trên server ThinkSpeak, việc gửi dữ liệu quan trắc lên server có thể được thực hiện dễ dàng. Tuy nhiên, trong nhiều ứng dụng, nhu cầu điều khiển ngược lại là rất cần thiết. Chẳng hạn như, từ một nút nhấn trên điện thoại, người sử dụng muốn điều khiển một động cơ đang kết nối với mạch Microbit. Với sự hỗ trợ của server ThinkSpeak, chúng ta cũng có thể thực hiện được chức năng trên, nhưng nó là không dễ dàng. Do vậy, từ bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ sử dụng một server khác chuyên dụng hơn cho các ứng dụng quan trắc và điều khiển từ xa. Đó là server Adafruit. Server Adafruit cung cấp cho chúng ta giao diện đẹp hơn và dễ tương tác hơn so với ThinkSpeak. Trong bài hướng dẫn ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiện thực các bước để tạo tài khoản trên server Adafruit để chuẩn bị tích hợp các tính năng IoT cho mạch Microbit với server này nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu các bước tạo tài khoản trên Adafruit.io. Để tạo một tài khoản Adafruit, thì ta sẽ truy cập vào địa chỉ io.adafruit.com. Tôi sẽ để đường dẫn này ở dưới phần mô tả của video để cho các bạn dễ truy cập. Và đây là giao diện trang chủ của Adafruit. Ta bấm vào mục sign in để tiến hành tạo một tài khoản mới. Sign in có nghĩa là đăng nhập đó, nhưng mà tại đây ta cũng tạo được tài khoản mới luôn bằng cách bấm vào sign up. Ta cần nhập vào một số thông tin như là first name và last name, tức là họ và tên đó. Trong ô email, ta sẽ nhập vào một địa chỉ email mà ta đang sử dụng nhé. Bước tiếp theo là phần quan trọng nhất, username. Ta sẽ gõ vào một tên không dấu và không có dấu cách nhé. Username là duy nhất, cho nên nếu trùng thì chúng ta phải tạo username mới. Đặc biệt lưu ý là mật khẩu chúng ta phải nhập vào và nhớ nó. Sau cùng, bấm vào Create Account để tiến hành tạo tài khoản. Đợi một lát. Và như vậy là chúng ta đã tạo mới một tài khoản Adafruit thành công. Thông thường thì sau khi tạo mới một tài khoản Adafruit thì nó đã tự động đăng nhập cho chúng ta rồi. Nhưng trong trường hợp chúng ta đã lỡ đăng xuất ra thì ta sẽ tiến hành đăng nhập lại theo các bước như sau. Truy cập vào io.adafruit.com, bấm vào sign in để tiến hành đăng nhập. Tại đây ta sẽ nhập vào địa chỉ email hoặc là username mà ta đã đăng ký. Nhập tiếp mật khẩu vào ô password. Và bấm vào sign in để tiến hành đăng nhập. Như vậy là chúng ta đã đăng nhập thành công vào tài khoản Adafruit. Ta có thể cho trình duyệt lưu lại ID và mật khẩu để tự động đăng nhập lần sau. Sau khi đã có tài khoản Adafruit, ta sẽ tiến hành tạo kênh dữ liệu, ở đây còn được gọi là feed. Để có thể lưu dữ liệu trên server, chúng ta cần phải phân loại cho nó. Thông thường, chúng ta gọi đó là một kênh dữ liệu. Mỗi đối tượng trong một hệ thống thường sẽ có một kênh dữ liệu cho riêng nó. Chẳng hạn như, để lưu trạng thái của một bóng đèn, ta cần một kênh dữ liệu để quản lý chiếc bóng đèn này. Sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản Adafruit, ta bấm vào thẻ feed, chọn tiếp vào lệnh View All. Tại đây, ta sẽ được nhìn thấy tất cả các kênh mà ta đã tạo. Để tạo thêm một kênh mới, bấm vào lệnh New Feed. Sau đó, nhập thông tin cho kênh. Thông tin quan trọng nhất đó chính là tên của kênh, name. Giả sử, ta đặt tên cho kênh là BBC Lead, bởi vì kênh này dùng để điều khiển đàn lead. Trong mục Description, ta sẽ nhập vào phần mô tả, đại loại như là kênh dữ liệu cho đàn lead. Trong trường hợp ta quên
kênh có chức năng để làm gì thì có thể xem phần mô tả để biết thêm chi tiết. Xong rồi, bấm vào Create để tiến hành tạo kênh. Như vậy là kênh BBC Lý của chúng ta đã được tạo ra. Trong trường hợp ta muốn xóa một kênh nào đó thì ta sẽ bấm dấu tích vào kênh đó. Sau đó bấm vào Delete Feed. Tiến hành xác nhận, bấm Delete Feed một lần nữa để xóa kênh này. Ngay lập tức kênh đó sẽ bị xóa đi. Bước tiếp theo, ta tiến hành chia sẻ feed ở dạng public. Khi một kênh dữ liệu feed được tạo ra, mặc định của nó là ở chế độ private, tức là riêng tư. Chỉ có tài khoản đăng nhập mới có thể truy cập và giữ dữ liệu lên đó. Để đơn giản hóa việc lập trình từ các thiết bị IoT gửi lên feed, chúng ta sẽ cấu hình cho nó ở dạng public, tức là công khai. Để làm được như vậy thì ta cần mở kênh BBC Lead này lên bằng cách nhấn chuột vào nó. Trên giao diện này ta sẽ được nhìn thấy các dữ liệu của kênh. Do là kênh mới tạo nên chưa có dữ liệu gì cả. Trong mục Privacy, ta bấm vào nút cài đặt. Ở tiếp mục Visibility, ta chọn thuộc tính là Public. Sau đó bấm vào nút Save để lưu lại. Bây giờ thông tin ở mục Privacy đã thay đổi. Với thêm thông tin chỉ dẫn Anyone can see it at this link, ta có thể chia sẻ kênh dữ liệu của mình với người khác bằng cách gửi đi đường liên kết này. Tuy nhiên, bước này chỉ cần thiết cho việc kiểm tra kênh dữ liệu có giao tiếp được tức thì hay không. Ngoài ra, nó cũng không thực sự là tính năng hữu ích trong các ứng dụng mà chúng ta sắp sửa hiện thực. Thông thường, ta sẽ có nhu cầu che giấu kênh của mình lại để bảo vệ dữ liệu của hệ thống. Mục đích của chúng ta chỉnh kênh thành public là chỉ đơn giản cho việc lập trình trong tương lai. Như vậy là trong bài hướng dẫn này, chúng ta đã biết cách tạo tài khoản trên Adafruit IO server, tạo kênh lưu trữ dữ liệu trên Adafruit IO và chia sẻ kênh ở dạng public. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Nếu thấy video hay và hữu ích thì các bạn nhớ like, share để mọi người cùng tham khảo. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi những video mới nhất của WeDaRiu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau.